Kính chào quý vị. Bây giờ là khung giờ của bản tin tài chính thị trường. Sau đây là một số tin tức nổi bật chúng tôi sẽ đề cập trong bản tin hôm nay. Mời quý vị điểm qua. Chính sách mới của Hàn Quốc đối với lao động Việt. Chăn nuôi gà thiệt hại nặng nề do mất điện. Venezuela, Iran thúc đẩy kim ngạch thương mại lên 20 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các tổ chức đầu tư trái phiếu. Đồng thời, hiệp hội này đề xuất miễn thuế lợi tức, thuế chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư cá nhân để kích thích thị trường quy động vốn dài hạn. Theo lập luận của VAFI, ngân sách nhà nước cũng có thể giảm một phần nhỏ từ thuế thu nhập về lãi trái phiếu, khoảng 1,5 đến 2%, nhưng trên quan điểm chi phí lợi ích thì nhà nước bỏ ra một đồng vốn mà thu được lợi ích gấp nhiều lần. Giải pháp này cũng có thể góp phần giảm lãi suất phát hành trái phiếu dài hạn và từ đó góp phần hạ mặt bằng quy động vốn và từ đó lãi suất cho hệ thống doanh nghiệp dây dài hạn sẽ được giảm. Thưa quý vị, theo chính sách mới của Hàn Quốc đối với lao động Việt Nam, các doanh nghiệp dưới 5 người thuộc ngành nông nghiệp và ngư nghiệp bắt buộc phải đóng bảo hiểm an toàn lao động Quốc gia này cũng mở rộng ngành nghề cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài, gồm thu cơm vận chuyển, xử lý chất thải, tái chế nguyên liệu, môi giới nguyên liệu thực phẩm, thuốc lá, buôn thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn, kinh doanh xử lý hàng hóa đường không và đường bộ. Doanh nghiệp dưới 50 người được tăng thêm 20% của tổng số người nước ngoài được tuyển dụng. Ví dụ được tuyển 10 người sẽ tăng 2 người. Chính sách kéo dài thời gian làm việc tới 10 năm của lao động EBS. Thưa quý vị, chưa bao giờ ngành chăn nuôi đối mặt với khó khăn chồng chất như hiện nay. Trong khi nhiều trang trại đã phá sản vì giá sản phẩm thấp, thì thời điểm này, thiếu điện đang khiến cho các trang trại khó mà cầm cự được. Bởi chăn nuôi ở các trang trại quy mô lớn không thể thiếu điện để vận hành hệ thống làm mát vào mùa hè. Thực tế, những ngày qua đã có hàng nghìn con gà bị chết do mất điện. Đây là số gà bị chết do cắt điện của trang trại ông Đoàn Quang Tính ở Đông Anh, Hà Nội. 8.600 con gà bị chết ngay sau khi mất điện trong khoảng 2 giờ đồng hồ, thiệt hại kinh tế hơn 1 tỷ đồng. Năm 2018, một trại gà ở huyện Quốc Oai, Hà Nội cũng đã từng xảy ra sự cố mất điện trong nắng nóng, khiến hơn 10.000 con gà bị chết, thiệt hại hàng tỷ đồng. Rõ ràng, hậu quả của việc mất điện đã tác động nặng nề đến các trang trại chăn nuôi gia cầm trước cái tình hình thời tiết rất cực đoan nắng nóng có thể khác thường nhiệt độ có thể cao trực tiếp để ảnh hưởng đến chăn nuôi thì đối với xã thì chúng tôi cũng có nhiều cái biện pháp và có cái văn bản, bản phối hợp với ngành điện thường xuyên túc trực xử lý tình huống nóng trường hợp nếu như là yếu điện và cái thứ ba thì cũng đang đề nghị là cũng cấp thêm các tuyến hạ thế để làm sao phục vụ đảm bảo nguồn điện ngành chăn nuôi chốn đã khó khăn trồng chất do giá thức ăn tăng cao trong khi giá bán gà giảm mạnh dưới giá thành sản xuất, ngay cả khi chưa bước vào mùa nắng nóng đã có trang trại phá sản, ngừng nuôi. Việc thiếu điện và bị cắt luôn phiên là điều khó tránh. Người chăn nuôi chỉ mong được ngành điện lực báo trước để kịp chuẩn bị phương án chống nóng cho gia cầm khi xảy ra mất điện. Giá heo hơi ngày 14 tháng 6 tại khu vực miền Bắc tăng từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng một ký giao động trong khoảng 59.000 đến 62.000 đồng một ký. Theo đánh giá của cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, giá heo hơi trên cả nước có xu hướng tăng mạnh 4.000 đến 7.000 đồng một ký, trong đó mặt bằng giá ở các thành phố vào khoảng 55.000 đến 61.000 đồng một ký. Đây là mức giá cao nhất trong gần một năm trở lại. Giá tiêu ngày 14 tháng 6 trong khoảng 71.000 đến 74.000 đồng một ký, tăng 500 đồng một ký tại các vùng trồng trọng điểm. Hiện đồng đô la Mỹ đi xuống đang giúp giá tiêu xuất khẩu các nước tăng lên. Qua đó hỗ trợ thị trường tiêu trong nước hồi phục, tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, tiêu được thu mua với mức 72.500 đồng một ký, tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 71.000 đồng một ký, trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 71.500 đồng một ký. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu ở mức 74.000 đồng một ký. Kể từ đầu tháng 5 năm 2023, khi lô sầu riêng ri sáo xuất khẩu chính ngạch đầu tiên đến Anh, mỗi tuần đều đặn có 3 đến 4 tấn trái đặc sản này được nhập khẩu vào Anh. Với mức thuế ưu đãi 0% theo hiệp định thương mại tự do Việt Nam Anh, sầu riêng Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh lớn về giá so với sản phẩm nhập khẩu cùng loại đang chịu mức thuế 8%. Lượng hàng nhập khẩu hàng tuần đang được tiêu thụ rất tốt, cho thấy khả năng duy trì thị trường xuất khẩu sang Anh ổn định và lâu dài. bản tin tiếp tục giới phần tin tài chính thị trường thế giới thưa quý vị hôm 13 tháng 6 tổng thống Argentina Fernandez và chủ tịch ủy ban châu Âu EC đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Buenos Aires trong đó hai bên tập trung thảo luận về các vấn đề hợp tác kinh tế và phát triển thương mại song phương tin cho phóng viên tại Argentina thực hiện Phát biểu họp báo sau hội đàm, Tổng thống Fernandez nhấn mạnh, liên minh châu Âu EU là một đối tác đặc biệt quan trọng và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Argentina. Đồng thời khẳng định mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Ngoài ra, ông Fernandez cho rằng EU và khối thị trường chung Nam Mỹ, Mercosur mà Argentina hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên, cần sớm đạt được một thỏa thuận thương mại tự do nhằm thúc đẩy lợi ích kinh tế của hai bên. Ông cũng đề xuất các nước châu Âu cần tham gia tích cực hơn vào quá trình chuyển đổi năng lượng tại Nam Mỹ. Về phần mình, chủ tịch EC cho biết hai bên đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế và tăng cường đầu tư từ các nước châu Âu vào Argentina. Bà cũng khẳng định kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 10 tỷ euro, tức khoảng 10,8 tỷ đô la Mỹ của EU vào khu vực Mỹ Latin. Trước đó, hai bên cũng đã ký biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác về chuỗi giá trị nguyên liệu thô mang tính bền vững, bao gồm lithium với mục đích tạo ra việc làm chất lượng cao trong ngành chế biến nguyên liệu thô, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện tại Argentina. Phát biểu tại thủ đô Caracas khi đến thăm chính thức Venezuela, tổng thống Iran, Ebrahim Raisi cho biết, hai nước đặt mục tiêu sẽ tăng mạnh kim ngạch thương mại song phương từ 3 tỷ đô la Mỹ lên 20 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp nước chủ nhà Nicolas Maduro, ông Raisi cho biết trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng mạnh trong hai năm trở lại đây và sẽ tiếp tục được thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới, cho đến khi đạt mục tiêu 20 tỷ đô la Mỹ Hợp tác thương mại giữa hai nước mới chỉ đạt 600 triệu đô la Mỹ cách đây 2 năm, nhưng giờ đã lên hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra cho hợp tác thương mại và kinh tế hai nước là sẽ đưa kim ngạch lên 10 tỷ đô la Mỹ rồi tới 20 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Maduro cũng cho biết hai nước có tiềm năng ký thêm nhiều thỏa thuận và đầu tư mới. Chúng tôi đã ký 25 thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Raisi và chúng tôi vẫn đang tiếp tục thảo luận về các thỏa thuận đầu tư mới trên tất cả các lĩnh vực như dầu mỏ, quá dầu, lọc dầu, khí ga, khai khoáng vàng sắt bô Ngoài ra, chúng tôi cũng đang thúc đẩy thành lập một công ty vận tải biển chung để có thể đưa thương mại hàng hóa lên mức như Tổng thống Brazil đã đề cập, tức là đưa từ 3 tỷ lên 10 tỷ rồi 20 tỷ đô la Mỹ. Caracas là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước Mỹ Latin của Tổng thống Brazil. Sau Venezuela, ông Brazil sẽ đến thăm Nicaragua và Cuba vừa rồi là bản tin tài chính thị trường của đài phát thanh giờ truyền hình long an cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo